Vâng, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ ngắm cảnh ở tầng cao nha. Đây là view của căn hộ Ecolife CT21503. Đấy, căn hộ chủ thi. Thì đây là một video đơn giản, chỉ là để ngắm cảnh ở tầng cao thôi, chẳng biết gì để chia sẻ. Đấy, thì tại vì Thi cũng là người thích ngắm cảnh nên mỗi lần mà lên cao thì thích quay lại hình ảnh chia sẻ, để mà đôi biết đâu đó ở một thời điểm nào đó chúng ta sẽ quay trở lại và ngắm nhìn cái không gian mà chúng ta đã từng sở hữu trong tầm mắt. Vâng, ở trên tầng 15 á mọi người, khi mở cửa ra chúng ta vẫn nghe được những âm thanh nó rất là chói chang của tiếng xe container chạy trên con đường gập ghềnh. Thì sau này con đường này nó sẽ được thay thế bởi một con đường chạy qua Eco Home, để các cái dòng xe tải và container nó không di chuyển qua bên này nữa, thì không gian trở đây nó sẽ trở nên là yên bình hơn hẳn. Đấy. Còn bây giờ vào buổi sáng theo hướng Tây Bắc này thì khá là đẹp, đơn giản vì nó mát. Tới buổi chiều thì nó sẽ nóng hơn một tí. Và những con kênh màu đen như thế này thì sẽ được sau này sẽ được chỉnh trang lại thôi, đơn giản vì mọi người thấy những cái mái của khu công nghiệp này không, thấy những nhà xưởng rộng đó, thì sau này nó sẽ di chuyển đi thì khu này nó sẽ trở nên là bớt ô nhiễm đi một tí. Có cả cái kế hoạch rồi nhưng mà vẫn chưa thực hiện đó. Rồi mọi người thấy không, xung quanh Eco Home đấy, những cái mảnh ruộng nó đang được sang lắp hết rồi để làm khu dân cư mới. Đấy, rồi con đường nối từ quốc lộ 19 vào ngã ba Ông Thọ này. Đấy đấy, mọi người thấy nó đang chạy mù. Đây, để Thi zoom lên này mọi người thấy. Đó, cái khoảng trắng trắng đó mọi người di chuyển dần theo cái khoảng trắng trắng giữa ruộng đó. Đấy. Ra thì mình thấy cái hàng cẩu này đang chạy đó mọi người. Đang xây dựng ấy. Thì sau con đường đó nó sẽ thay con đường Điện Biên Phủ để gánh vác những anh em container đi qua quốc lộ 19 xong xuống cảng đó. Thì đường này nó sẽ bớt bụi, sẽ trở nên yên lặng hơn rất là nhiều. Vâng, thì bên này mình xem xong rồi thì mình vào căn hộ thôi. Đấy, hộ thì hiện tại chưa cho thuê mà cũng không ở. Mình sẽ di chuyển qua cái ban công bên này. Từ ban công bên này thì chúng ta sẽ ngắm được cảnh một xí. Này, trời, ngắm cảnh biết bao nhiêu lần rồi nhưng mỗi lần nhìn ở cái khung cảnh này mình vẫn rất thích nha mọi người. Tại vì nó khá là rộng và nó bao gồm có cả núi, biển này. Đấy, sông luôn. Cái view này gọi là cái view triệu đô như Đen Vâu nói cũng có khi. Chỉ có điều là cái view của Đen Vâu á thì là cái view rừng núi và sự yên bình nghỉ dưỡng. Còn cái view này nó bị tàn phá bởi những cái âm thanh kìa. Đấy. Cái này mình sắm cái ống nhòm xong mình nhìn ra cầu Nhân Hội vào buổi sáng sớm á mọi người, những con sóng lăn tăn lên đó. Đi qua cầu thì mình thấy như vậy mà không biết sắm ống nhòm vào có thấy như vậy không. Đấy thì cũng chưa biết. À, đồi gió Phương Mai bên kia này. Đây là cái này không phải là Phương Mai đâu, Phương Mai là bên này này, gần cái tượng Phật ngồi á. Đáng lý cái mắt của camera nó phải tinh tường hơn cái mắt của mình chứ ta. Nhưng mà mắt mình thấy như nhìn camera không thấy, phải zoom lên này. Rồi, ok, cảm ơn tất cả mọi người nếu đã theo dõi video. Đấy. Đây là một cái video về tổng quan tầm view khi mà đứng trên keo của tòa nhà Ecolife trong căn hộ 1503 CT2. Vâng. Tại cái vị shop house của bên chợ góc mà mọi người nhìn nó đồng bộ và hoành tráng không?
chỗ đó thì Trần Điện Biên Phủ nối dài ra Diêm Văn luôn á, nối với lại cái đường xuống ấn từ Tây từ An Nhơn đi xuống á, xong bắt cây cầu Đầm Thị Nại nữa. Ui trời ơi, nguyên khu đó Diêm Văn thì sẽ trở thành một khu du lịch sinh thái. Thế nhưng hiện tại thì nó vẫn chưa hình thành, quy hoạch thì có rồi nhưng tất cả chỉ cần tiền đổ vào mà thôi. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Và với quan điểm là cuộc đời là những chuyến phiêu lưu kỳ thú, hãy lắng nghe và chia sẻ, thì chúng ta sẽ còn gặp lại trong nhiều video phía sau nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.